Xin chào tất cả mọi người, mình là Nga. Năm nay mình 36 tuổi. Hiện tại mình đang là học viên của trung tâm CMB. Mình đang có dự định là sang Đức để học ngành nhà khách sạn. Hôm nay thì mình có một buổi luyện phỏng vấn với phòng hồ sơ. Hy vọng là mình sẽ sớm có được visa để thực hiện được ước mơ bay sang Đức của mình. Trên xe để đi đến chỗ VFS xin visa. Tâm trạng của mình thì có một chút hồi hộp, xe một chút lo lắng. Mình hy vọng là sẽ sớm có visa. Cảm nghĩ của chị sau khi tham gia phỏng vấn visa là như thế nào ạ? Tâm trạng của chị hiện tại thì bớt lo lắng hơn rồi. Tại vì vào phỏng vấn thì chị thấy là cũng khá là tự tin. Chị cũng mong là sớm sẽ nhận được visa để thực hiện được ước mơ bay sang Đức của mình. Và chúc các bạn cũng sớm có được visa. Sáng nay thì mình có nhận được một cái tin nhắn ở bên đại sứ quán thông báo là mình đã có kết quả của visa. Thật sự thì lúc đó mình có một chút hồi hộp và lo lắng, không biết là cái kết quả visa của mình có được như ý muốn hay không. Và mình đã liên hệ ngay với các bạn bên phòng hồ sơ của trung tâm CMB để nhờ các bạn đi đến đại sứ quán nhận kết quả giúp mình. Và sau 2 tiếng chờ đợi thì đã có kết quả. Thật sự là lúc đó mình thật sự vui sướng, vỡ òa khi các bạn thông báo là mình đã đỗ được visa. Và ngay lập tức thì mình đã di chuyển đến trung tâm để nhận cái kết quả visa đó. Và đây, sau 2 tháng chờ đợi, cuối cùng thì với bao nhiêu hồi hộp và lo âu, cuối cùng thì mình cũng đã có được cái tấm visa ở trên tay mình. Thì với cái độ tuổi của mình, nó là độ tuổi 36, thì thực sự là mình không nghĩ là mình có thể đi sang Đức học tập cũng như là làm việc ở bên đó. Mình cảm thấy là mình đã không sai lầm khi gửi chọn niềm tin của mình vào trung tâm CMB từ lúc học cho đến lúc làm hợp đồng hồ sơ và nhận visa để sang bên Đức. Các thầy cô thì rất là nhiệt tình, tâm huyết, giảng dạy rất là chu đáo, đặc biệt là cô Lê, cô Hồng và thầy Hoàng. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô và đặc biệt là phòng hồ sơ đã rất là chu đáo và nhiệt tình từ lúc mình nhận hợp đồng cho đến lúc mình nhận được tấm bằng visa ở trên tay để có thể thực hiện được ước mơ bay sang Đức của mình. Trên hết nữa là mình cảm ơn trung tâm CMB đã rất là nhiệt tình để giúp mình thực hiện được ước mơ bay sang Đức để học tập và làm việc.